ហើយផ្នែកមួយទៀតគឺយើងនឹងធ្វើការ integrate ចូលជាមួយនឹង Teamlist អញ្ចឹងមានសាមផលមួយគឺនេះគឺខ្ញុំនឹងបង្ហាញយើងអំពីការប្រើប្រាស់ JDBC ហើយនឹង Teamlist អញ្ចឹងគឺយើងអាចមានពេកដំបូងវិញគឺយើងអាចលីស្តូដិនមកទាំងអស់មកហើយក្នុងហ្នឹងគឺមានអ៊ីវិនមួយគឺ detail អញ្ចឹងយើងคลิกទៅគឺយើងនឹងឃើញព័ត៌មានទាំងអស់របស់ ហើយពេលយើងលុបវានឹងបាត់លុបទៅនៅជាងពីdatabase ពី update ខ្ញុំคลิก update អញ្ចឹងពេល update នេះគឺវាដំបូងគឺនឹងទៅ select ទៅនៅម៉ាស៊ីនទៅនៅ ID លេខ 3 នេះអញ្ចឹងពេល select បានហើយគឺវានឹង insert វានឹងដាក់ចូលក្នុង form នេះអញ្ចឹងអាចធ្វើការ update បានឡើង update ទី1នេះដាក់ថា new តារានេះមក last name ID លេខ 3 ខ្ញុំคลิก submit វានឹងដូរឈ្មោះនេះទៅអាប់ដេតហើយហ្វាន់សិនមួយទៀតគឺការ add student អញ្ចឹងពេលคลิก add ទៅវានឹងបោះទៅកាន់ form មួយសម្រាប់add student ខ្ញុំអាចបំពេញតែមួយតែ mail it តែ gmail.com ពណ៌នេះ3អញ្ចឹងខ្ញុំ submit វានឹង add ទៅនៅនឹងចូលទៅកាន់database អញ្ចឹងទាំងអស់ហ្នឹងគឺខ្ញុំប្រើប្រាស់ ជាមួយនឹងខ្ញុំបង្កើតវាដោយប្រើប្រាស់ string framework ដោយប្រើប្រាស់Java JDBC ជាមួយនឹង Teamlist សម្រាប់view អញ្ចឹងក្នុង content នេះគឺខ្ញុំលីសមកគឺ technology ថាខ្ញុំប្រើ technology ខ្លះហើយចុច structure យ៉ាងម៉េចហើយ directory របស់វា detail ហើយខ្ញុំ add library ខ្លះចូលក្នុង POM file របស់យើងមកវិញ ហើយ file សម្រាប់អភិសិនដល់ property សម្រាប់ធ្វើការ config ទូទៅធម្មតាទៀតគឺយើងចាប់តាមទៅសេកូដ Java Spring នេះដែលមាន create read update delete ជាមួយ database ហើយ database ហ្នឹងគឺខ្ញុំប្រើប្រាស់ MySQL ហើយចុងក្រោយហ្នឹងគឺខ្ញុំនឹងបង្ហាញយើងអំពីរបៀប integrate វាជាមួយនឹង Teamlist view template ជាមួយ Spring Boot ចឹង technology គឺខ្ញុំប្រើប្រាស់នៅ Spring Boot សម្រាប់ធ្វើជា initialize project របស់យើងហ្នឹងឲ្យវាលឿនហើយនឹងធ្វើការ route A ទូទៅហ្នឹងដោយជាមួយនឹង submit form អីគឺប្រើប្រាស់នៅ Spring MVC ហើយចំពោះការ connection database គឺខ្ញុំប្រើប្រាស់នៅ Spring ការ Spring data Spring JDBC dataset ហ្នឹងគឺវា low level ហើយគឺយើងត្រូវ say SQL say A map វាមួយខ្លះរបស់យើងធម្មតាហ្នឹងគឺ low level ហើយពី database គឺខ្ញុំប្រើប្រាស់នៅ MySQL database ហើយ Maven ដើម្បីធ្វើការគ្រប់គ្រង library ហើយចុងបញ្ចប់ហ្នឹងគឺខ្ញុំប្រើនៅខាងខាង client side គឺខាង view ហ្នឹងគឺខ្ញុំប្រើប្រាស់នៅ Teamlist អញ្ចឹងយើងចូលទៅដល់មួយទៀតគឺ project structure អញ្ចឹងចំពោះ project structure ហ្នឹងគឺវាមាន 3 layer ធំៗ layer ហ្នឹងឲ្យហៅគឺ package ហ្នឹងអញ្ចឹងមាន 3 ដោយ package ទី 1 លើក ទី 1 ហ្នឹងគឺគេហៅថា repository អញ្ចឹង repository ហ្នឹងគឺវាកន្លែងសម្រាប់ធ្វើការជាមួយនឹង database អញ្ចឹងយើងធ្វើការ connect ទៅកាន់ database ហើយយើងធ្វើការ select ទៅនរណី insert ទៅនរណី delete អីហ្នឹងទាំងអស់ code ទាំងអស់គឺយើងទៅសេនៅក្នុង package repository ហើយមួយទៀតគឺ view នេះ view នេះគឺជាអ្នកបង្ហាញលើ web page អញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងគឺកន្លែង say html ហើយនឹងជាប់ជាមួយនឹង team list ដើម្បីសូទៅនរណី អញ្ចឹងទៅនរណី អញ្ចឹង view នេះគឺវានឹងទទួលបានទៅនរណីហ្នឹងពី controller អញ្ចឹង controller វាគឺជាដូចជា make អញ្ចឹងវាសម្រាប់ធ្វើការនៅចន្លោះរវាង repository ហើយនឹង view អញ្ចឹងអញ្ចឹងពេលដែលវាបាន request មកពីខាង client ហើយ
controller này viên năng chấp đam thừa cả interact chỉ mùi năng repository đảm bày thừa cả operation nào mỗi được chia tiền nhuận tần lần lấy chẳng phải bị tìm anh hỏi viên năng bỏ tần lấy năng thực cán kháng ví dụ bình chẳng lại này kinh nghiệm bày năng tìm mùi miền depo controller hai năng ví dụ chẳng nhận cho slide bật tốt chẳng chẳng bởi này cứ chia detail này để trí năng ó đại miền không bởi chạy năng chúng nhóm bây giờ bị lỡ món chúng bị lỡ này cứ miền thì mỗi cứ package hai tha configuration chúng configuration này cứ nhóm miền class mỗi cứ web configuration chúng web configuration này cứ nhóm para viên đang đặt bay bật cả function mỗi đặt bay initial db anh đang cứ còn đang đặt bay chụp từ cán database my actual thì hai controller chúng controller cứ đôi hàng slide món chúng cứ về thời cả chỉ mua năng repository đảm bảo vô tình lấy repository máu hai vía bot từ cán kháng khả dài cứ ví dụ bây giờ chẳng class hai một chữ class model package model nó cứ miền class mức hạt student chẳng model nó cứ việc quản là chia hạt DTO nó cứ data transfer object chẳng class nó cứ quản là chia class chào thông đá hai con nó cứ miền property hai năng getter năng setter chia object chào và thông đá thế hai package một tiếng này cứ là repository chẳng repository này cứ nhóm bậc cao nơi pi nơi một package cứ thì mới cứ implement hai nơi khả năng là package repository này cứ nhóm bậc cao nơi interface mới cứ student repository chẳng interface này cứ nhóm bậc cao không interface này cứ nhóm bậc cao nơi abstract method của cái này cứ đồng bây trong apply nơi polymorphism nơi khai khảo tiết chẳng dừng và phải tạm sai năng hơi tới của mình hình khảo tiết cư nâng ảnh extend phần hai mình năng lớp mình năng tiền chẳng nâng bây đại mình được phép mùi hai nâng không nấy cư nhóm miền package mùi đã thật implement chẳng implement năng cư nhóm miền class mùi của thằng student repository implement chẳng class này à class student repository implement năng cư viên năng extend trên phí class student repository hơi viên năng phương cách override role function role abstract method tầng off năng đại dương sẽ nên không ngả student repository như vậy nè chứ như ví dụ phương cá bài tầng off hai dương sẽ function hơn nó đầm bay phương cá select tên này database insert delete hay đầm update hai mục tiết class student repository implement năng viên năng prapra nơi web class mục tiết cứ web configuration chẳng viên pra class web configuration này đảm bay hai function mỗi cứ initial db cứ đảm bay chuột cái căn database hai mặt này thì này cứ khang resources này cứ khang ví dụ chẳng ví dụ cứ nhóm file nơi theme list chẳng cứ nhóm miền bốn html file nó cứ file theme mỗi này cứ sẩm đẹp insert tên này nó chẳng file mỗi này cứ viên năng bài form để cho các student bán hai tiếp cứ student detail viên năng phá hành nơi về dành cho lục hệ nhân tới viên năng phá hành nơi ở bồn mình bảo sơ detail hỏi student list viên list mọi tầng ó hỏi là mục tiêu update dành cho cái update bồn mình bảo sơ bàn chẳng lý cứ chia được tùy bóp project để nhóm năng sơ xê phá hành dương về bản tích tiết chẳng slide bật tốt cứ library đại dương thật add cho tổng thông trực bảo dương tức nông ở Marvin nó không file pure âm đại dương ở chẳng biết mình bay library thì mỗi cứ MySQL connector chẳng dân thử copy dependency mới tới thì đã được không pure âm đại dương pure âm đại dương ở chẳng ở library từ bộ cái này cứ submit job từ cắn MySQL database hay library tp cứ theme list ví dụ này cứ đồng bay prapra nơi theme list ví dụ template hai thì bấy này cứ theme list layout template ở đây không bị chỉnh này cứ nhóm add for the template đấy cứ gọi là nhóm cắt chỉ page format đa chương lại này cứ dùng ai này đôi chỉ mới hiện tận môn chẳng cứ dùng ai for the đôi chỉ master page chẳng hay không nó cứ dùng ai promo header footer là sai đạo đồng tới hay bản page thêm xế như hai vi một ra được không chương nhóm cho slide và top tiết cứ ca bằng cắt database hai năng table chẳng trong này cứ nhóm phạm mà SQL đấy chẳng dân bậc cao ở database mùi máu nhóm đặt mùi UP student hay table cứ nhóm miên chỉ ID hay serial đa tui cho auto ID đó hay miên first name bậc hệ đi vài trang rồi
last name và cha mà rồi email và cha mà rồi major này và cha mà rồi đấy hai gender là tầm mùi đấy là f rồi gọi ấm hai điều bí và cha mà rồi tiền chẳng một cái thẻ bò này hai cứ nhôm thôi cả insert này này được on đấy cho không thẻ bò mình nhá chẳng một tòa pi cái tập bài phần hai dương chập làm thôi cả một cái tổ chức chẳng nhôm làm một cái tổ chức dương mới một cái tổ chức hai đang thực sự câu tập bài thôi cả tiền nhiêu tiền này được on đấy ở behind là hay nhôm behind console sân tập bò nhôm behind console sân thôi cả đôi behind zone console insert cái console, delete, update console đấy. Chẳng này mục tiết, mình đọc cái console nó bằng nhóm chọn viết cho các interface bây giờ. Team list.